mọi người, mình là Simi đây. Thì như các bạn đọc tiêu đề, hôm nay mình có một vị khách mời rất là đặc biệt, đó chính là em trai mình. Hello. Đúng vậy, hôm nay mình cùng với em trai vừa thử thách solo trong Roblox. Trời ơi, chỉ em vậy thôi nha, chứ vào game một cái á là không nhường nhìn một ai nha các bạn. Đấy, trời, hai chị em tôi hơi bị chiến đó nha. À mà khoan, trước khi bắt đầu video này thì các bạn cũng đừng quên những video của Sim và em trai mình đạt được 5.000 like và 5 triệu sub, bởi vì hiện tại kênh channel của Sim sắp đạt được 5 triệu sub rồi mọi người. Cố lên nào. Và các bạn có 3 lần được này. 3, 2, 1, thank you. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Còn bây giờ bắt đầu chơi Roblox thôi. Let's go. Ok các bạn, và trò đầu tiên hai chị em mình chơi đó chính là thoát khỏi lava. Ta-da. Bạn đạt hiểu trò này chơi sao không? Trò này á là bây giờ biết là trò này là đây có mấy bạn fan nhận ra mình nè. Hello em. Chúng ta được một cái map rừng rậm. Một cái map cắm trại. Rồi đạt, bây giờ hãy leo lên cao đi. Ủa sao đạt nhảy lên cao đây vậy? Đâu rồi? Đạt hát hả? What the? Chỉ thấy đạt bay cao á. Đạt hát đúng không? Hả? Ai cho đạt hát hả? Đạt có item. Trời, ủa sao đạt có vậy chị không có? Lava lên lên cao, lên đi đạt, lên đi lên đi lên đi, nhảy lên. Đạt đâu rồi? Nhảy lên cao đi. Oh my god, em mình hát quá. Trời ơi. Chết rồi, 25 giây thì sao nhảy? Ôi sao nhảy? Đạt ơi, giờ sao đây? No, lava sẽ nhấn chìm hai chị em mình mất. Nó hung lên nữa, nó hung lên. Chắc không? Ủa sao đây có trái chuối vậy? Ui, no, 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 đáng cứu chị. Oh my god. Ôi, nó lên nè. Ui, nó nhấn chìm cái cây. Wow, mình và em trai vẫn còn sống. Yes. À mà quên giới thiệu với bạn, em trai mình có cái nick tên là Faker nha mọi người. Trời ơi, dễ sợ. Tưởng mình là gì ta? Tiền thụ hả? Gì để tên Faker vậy? Trời ơi, map sa mạc. Ôi, oh my god. Ủa bây giờ đi đâu đây? Ủa đang đi đâu vậy? No. Sao? Trên này hả? Ok, trên cao. Rồi, ok. Ui, chị thấy chỗ này cao nhất á. Ui, đừng đẩy chị xuống nha. Đừng đẩy chị. Ui god, chị sợ quá à. Trời ơi, các bạn nhìn kìa, lava đang nhấn chìm tụi mình hết luôn. Oh my god. Ok, bình tĩnh. Và chúng ta sẽ có vượt qua được không? Bây giờ ai mà đẩy mình xuống một cái nha, mình thực sự rất tức giận cho coi. Mình sẽ... Ôi, có bạn rơi xuống kìa. Đứng sát vô nha Đạt. Yeah, ta-da. Tụi mình vẫn còn sống. Ok, và đây sẽ là trận cuối cùng rồi Đạt. Và map tiếp theo mình nghĩ mình sẽ chơi. Ui, map cầu thang hả? Cũng hay ta. Chị thấy ai cũng chọn map cầu thang. Rồi, leo lên. Ok. Đây, leo lên. Yeah. Đó, Ủa sao ai cũng leo nhanh vậy? Ủa sao Đạt leo nhanh hơn chị vậy? Sao chị leo chậm vậy? Ok, chạy nhanh. Đạt, mình chơi game mình bớt hắc được không? Đạt thấy chị tội lỗi không? Nhìn chị đi sao nè? Oh my god. Ủa, nhảy được đó. No. Không thể nào. Mình đã thua em trai mình sao? Trời ơi. Ủa, Đạt sao rồi? Đạt không bị sống. Cay thế nhờ. Vậy mình bị rớt xuống tức ghê. Tí hồi nãy ai đá mình xuống đó các bạn ơi. Ủa vậy là em trai tôi thắng tôi rồi hả? Tức ghê vậy. Không phụt. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chơi với trận số 2 nha. Tôi không thể thua em trai tôi được. Ok, trận số 2. Alo, có tin siêu hot đây. Hiện tại Shop Hero đang bán ba lô và túi tò te Simi và Sami. Wow. Và hiện tại Shop Hero đang giảm giá 15% và free ship dành cho các bạn đặt sản phẩm trước đó nha. Và đặc biệt hơn, nếu các bạn mua ba lô, các bạn sẽ được tặng kèm gạc bò góc Sim Sam đó nha. Wow, nghe thôi là chị muốn mua liền luôn á. Và em mà có tin chơi gì nữa mà không mua ngay, link sản phẩm xin chỉ để ở dưới phần mô tả và bình luận nha. Nhớ nha. Bạn này bay. What the? What? Ủa sao bạn đi bay vậy? Ủa sao bạn đi bay được vậy Đạt? What the hell? Các bạn ơi, bạn này hát rồi.
bạn này chơi cái gì mà bay lên trời vậy? Trời ơi. Ok, bây giờ nhiệm vụ của hai chị em mình phải thoát khỏi hiểm họa được không? Bây giờ nếu mà mưa axit trốn trong nhà bão tố thì phải chạy. Ui, cái gì vậy? À mây tự sống thần. Trời ơi, giật mình đó. Bây giờ là mình phải kiếm chỗ nào mà nó né được thiên tai nè đó. Ok. Mà sao cái map này tôi thấy nó hơi lo lo nha. Hơi lo nha, đây là siêu thị mọi người. Ủa sao cái bạn này bị gì vậy? Cái bạn evil nút này bị gì vậy? Ê bạn này hát đúng không Đạt? Hả? Thấy chưa vậy? Động là bay á. Đâu? Chị động thử coi. Động là mình bay á. Ôi, đâu? Có động đâu? Sao trong này ai cũng biết tôi vậy? Ok. Oh my god, trời ơi. Gì? Ôi, sống quá! Ôi mày có để ở trong nhà không ta? Ôi, ai chui trong nhà được không vậy? Chị sợ quá. Đặt đâu vậy? Đứng đây vậy? Đặt, sao đứng yên chỗ vậy? Trời ơi, còn cười nữa, sống chớp kìa, thấy sống không? Trời ơi, sống nó nổ đùng đùng luôn á. Oh my god. Vậy là hai chị em mình nên như thế nào đây ta? Có nên ở đây không? Mà sống chớp thì từ từ sẽ nên ở trong nhà. Chị nghĩ là ở trong nhà. Đấy, ok. Trời ơi, nó đang phá nát thiên. Nó đang phá nát ở ngoài đâu, mình đi ra mình xem thử coi. Đang đánh nè mọi người. Oh my god, đang đánh nhà nè. Đây, Đạt đi ra đây, đừng đây với chị nè, đừng đây với chị nè. Đừng đây nè. Rồi đặt kéo chuột đi, thấy sấm chớp không? Thấy không? Thấy. Trời ơi, ố. Vậy trong nhà nó cũng vỡ được. Ê, nó vỡ được cái mái kìa. Trời, cái này hơi núp nha, này hơi núp nha. Tôi thấy cái này nó hơi yếu, cái thảm họa nó hơi yếu các bạn ơi. Nó chưa đô lắm. Cần cái nào đô hơn ạ? Chứ cái này đối với hai chị em tôi hơi yếu ạ. Đạt có tự tin chạy ra ngoài không bị chết không? Đây Đạt chị solo không? Chơi liều không? Bây giờ rồi bây giờ hai chị em mình thử bắt chạy không? Đạt không chết hả? Rồi cứ chạy đi, không sao. Ôi nó đánh kìa. Rồi thử vận may. Bây giờ ai mà bị lưu ý nha, cái này các bạn không nên thực hiện ở ngoài đời nha, bởi vì sấm chớp. Ôi vẫn còn sống, yeah. Cái trò này dễ quá thực sự, là cái thảm họa mà sấm chớp hơi dễ quá. Đạt thấy vậy không? Đạt mong chờ là Đạt muốn thoát khỏi thảm họa nào? Nếu mà Đạt muốn thoát khỏi thảm họa nào? Chị muốn thoát khỏi lốc xoáy. Lốc xoáy rất là đáng sợ các bạn ơi. Mình thấy các bạn lốc xoáy rất là đáng sợ. Mình hy vọng là sẽ có lốc xoáy. Đấy. Nhà máy. Nè, nhà máy. Độc đất hả? Đạt muốn độc đất hả? Ok. Bây giờ là không biết thảm họa tiếp theo của mình và em trai sẽ vượt qua là ở trên cao, hay là ở dưới đất, hay là động đất, hay là có thể là gì ta? Lava cũng có. Đấy, ok. Để coi chúng ta sẽ vượt qua cái thảm họa nào đây. Đấy, ok. Ôi, các bạn nào nhỏ dễ thương quá vậy. Đã có nhảy được giống chị không? Chị nhảy được nha. Look at me. Đừng nhảy được. Đừng nhảy được. Nó nào đi nhảy vậy? Làm sao? This is a fan. Oh really? Mail tell show là gì? Ôi! Ôi! Thiên thạch! What the? Ôi! Chạy thôi! No! Đạt ơi! Cẩn thận! Sao Đạt trốn trong nhà rồi vậy? Đỡ chị ơi! Ôi! Có thiên thạch các bạn ơi! Thử thành nhìn nè! Mà Đạt có nghĩ là ở nhà an toàn không vậy? Chị thấy không an toàn lắm Đạt ơi! Chị thấy thiên thạch nó đang phá vỡ hết cái thành phố nè! Chị sợ quá à! Nó rớt một cái. Ôi trời. Thôi Đạt ơi, chị nghĩ là thai che mình nên chạy. Chị thấy thiên thạch nó đang phá tùm lum luôn nè. Đấy, rồi các bạn thấy không, thiên thạch nó đang rơi. Ôi, chỗ nào là chỗ an toàn đây? Trời ơi. Rồi nấp dưới cây ha, nấp dưới cây có được không? Ôi trời, sợ quá. Ôi trời, mình nghĩ mình sẽ đứng vô góc. Chắc chắn góc sẽ không thể tiêu diệt được mình. Đấy. Đấy, chị nghĩ vậy thôi, chị chưa chắc nha. Đừng tin chị nha, chị không biết đâu. Ôi thiên thạch kìa. Trời ơi. Ôi sợ quá. Oh my god. Ok. Ui, nó đang phá vỡ thành phố các bạn ơi. Wow. Ok. Mình sẽ chạy vòng tròn. Ui, nó rơi tập lâm. Hình như nó không rơi ở quanh cái chỗ mình đó. Ui, chị suýt bị bay lên trời luôn á Đạt. Oh my god. Trời ơi, thiên thạch nó rơi tùm. Ui. Yeah.
Ủa vậy mà tụi mình vẫn còn sống các bạn ơi. Trời đỉnh quá. Ok bạn, với cái thiên tai gọi là gì ta? À, ủa cái thiên tai, cái lửa lửa đấy là gì nào? Chị quên mất tiêu rồi, cái gì vậy? Cái gì vậy? Thiên thạch, thiên thạch. Thiên thạch hả? Thì chúng ta đến với cái gì ta? Cái map tiếp theo cho mọi người. Đấy, tôi thấy cái thiên thạch đấy vẫn chưa đủ đô. Đấy, em khoan. Ê, chưa chắc nha, lỡ mà nó đục đất một cái thì là hai chị em mình là gì ta, coi như là vô nhà này là coi như là banh luôn á. Đấy. Hồi nãy chưa là chưa thấy đục đất với lốc xoáy đâu nhở. Mình hy vọng là sẽ có một cái cơn lốc xoáy lốc cái nhà đi luôn. Đấy, ok. Ồ, để coi thiên tai tiếp theo sẽ như thế nào đấy các bạn. Ôi, thunder, ủa nữa hả? Sấm chớp. Sấm chớp hoài vậy. Ôi, cái sấm chớp này nó hoài luôn á. À, thấy chưa, chị nói đúng không? Hồi nãy mà hai chị em mình mà ôi nó đang phá cái nhà kìa. Ôi trời ơi. Ôi nó đang đánh kìa, thấy không? Đấy. Ủa đặt vô nhà chưa? À. Ở đây nè. Ok, ở đâu? À đặt ở đây. Ok. Bạn đang nhìn cái góc dưới. Đó các bạn thấy không? Sấm chớp nó đánh một cái nhà nó vỡ luôn. Đấy, cái này là chỉ trong game thôi nha, chứ ngoài đời nó không có đâu nha, này các bạn yên tâm nha. Đấy. Ok. Cái này mình thấy là cái thử thách cuối cùng. Ôi, có bạn banh xác luôn kìa. Trời, mấy bạn này không có chơi với bạn này gì ta. Mấy bạn này ngồi. Ôi. Rồi xong, mấy bạn đứng ở ngoài banh xác luôn. Đấy, không sao, may mà cái tòa nhà nó khá là cao mọi người, nên gần như là mình ở chúng ta không có sao hết. Đấy, ok. Rồi. Đó. Trời ơi, dễ quá. Đây, tôi sẽ chạy ra cho mọi người coi nè. Đó, tôi sẽ không bị gì cả. Thấy chưa? Tôi không bị gì cả. Qua là VIP. Đây, bây giờ cái thử thách này mình quá dễ luôn các bạn. Bây giờ mình thách là cái sấm chớp nó đánh vô người mình luôn đấy. Không dám đánh. Đó, chạy liên tục. Đấy, có sao đâu. Úi. Cái này mình đang thử thách lòng cam đảm của mình thôi. Mình không biết mình có bị đánh không nữa. Nhưng mà theo tình hình là mình thấy là cũng qua thời gian khá là dài rồi mình. Yeah, chúng ta đã tiếp tục thắng. Nhưng mà em trai mình vẫn tiếp tục dẫn với mình trên một điểm, là tức quá. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với màn số 3, là màn cuối cùng trong gọi là thử thách lần này nha mọi người. Let's go. Ok các bạn, và thử thách cuối cùng của hai anh em mình đó chính là thoát khỏi gọi là gì ta, quái vật thầy giáo. Đấy, hiện tại là Đạt với chị đang gọi là bị mắc kẹt vô cái trường của quái vật đúng không? Đấy, Đạt thấy cái hình của mình bị dán ở đây không? Đấy, trời ơi. Không, chúng ta đã bị truy nã rồi đó Đạt, Đạt hiểu không? Vì mình phải thoát khỏi đây, không là bị gọi là thầy giáo quái vật bắt cóc. Rồi bây giờ mình sẽ bấm cái nút này, kéo xuống. Chạy, rồi, chạy. Rồi, ok. Chạy. Bây giờ chạy làm sao phải thoát khỏi ông thầy giáo quái vật. Ôi, thầy giáo quái vật kìa. Đạt thấy không? Bây giờ phải chạy. Chạy đi, đừng để thầy giáo bắt. Chạy đi. Chắc Đạt không chạy à? Đạt. Chị chạy trước đây. Ô, thầy giáo quái vật đang ngủ rồi. Ok, cố lên Đạt, cố lên. Mình thấy em trai mình chạy mắc cười quá. Rồi, chạy được chưa? Hồi Đạt nhanh kìa. Thầy giáo quái vật đã nằm ngủ mất tiêu rồi. Trời đất ơi. Nãy là chạy dữ quá, xong bây giờ mình ngủ. Cái gì đây? Bây giờ mình phải thoát khỏi đây. À, trời ơi. Thường thường là mình với em trai mình học ở trường bình thường, xong tự nhiên bây giờ đi vô trường. Ôi, Đạt ơi nhìn kìa. Thấy gì không? Trời ơi, cái mặt ông. Đúng rồi, thầy giáo quái vật kìa. Trời ơi, thôi không sao. Đấy. Bây giờ chị với Đạt phải bắt cua. Cái gì đây? À, trời ơi, tôi không ngờ là cái nhà tù của thầy giáo quái vật lại bự như vậy. Đấy, cái mặt ông thầy giáo quái vật nè. Trời ơi, ôi. Ê Đạt, bây giờ Đạt thử đi qua đi về đi. Thầy quái giáo quái vật đang nhìn mình á, thấy không? Trời ơi. Không có gì hết. Không có gì hết hả? Trời đất ơi, ơi. Mình nhất định sẽ không để ông thầy giáo quái vật bắt tôi và biến mình thành quái vật đâu. Đấy, ok, bây giờ Đạt phải bấm vô cái nút này nè. Đấy, rồi phải bấm qua hai cái nút nha thì cửa mới mở được. Trời ơi, cái này mình rớt xuống một cái nha các bạn. Trời đất ơi, là mình thành cái gì ta, mình thành cái miếng giấy lộ luôn mọi người. Đó, nghiền nát luôn. Cửa mở rồi. Rồi Đạt làm mở cửa được chưa? Mở cửa chưa? Rồi. Mở được rồi. Đó, cửa nó sẽ mở ra đấy. Bây giờ mình sẽ đi vô, đi đây tìm hai nút điện. Ủa, à vô được rồi. Đó, ok. Ồ, một cái quạt siêu to khủng lồ. Bay lên. Wow, Đạt ơi, cẩn thận. Có
ơi, chân bị bánh xác kìa. Trời ơi, oh my god, oh my god. Ôi, ôi, chỉ qua được rồi. Đặt sao rồi, đặt sao rồi, đặt sao rồi. Qua được rồi đúng không? Wow. Wow, hên quá. Trời ơi, không, hồi nãy hai kia mình bay luôn. Ủa cái gì đây? Ủa mấy cái mỡ là sao vậy? Ủa sao mấy mỡ đều có gai vậy? Ủa là mình chạm vô mình có bay màu không? Vậy là mình phải né hả? Oh my god. Ok, nhảy từ từ, nhảy từ từ. Ủa, ai kia? Ai vậy? Đục kia là ai vậy? Ủa, Đạt? Đạt biết đục kia là ai không? Không, cái cô đằng trước kìa, nhìn ghê quá à. Cô đằng trước là ai vậy? Hình như là đây là cô quái vật đúng không? Cô thư viện quái vật. Ok, cô thư viện quái vật. Trời ơi, nói chung là đây là một cái nhà trường quái vật nha các bạn. Ồ, giờ sao đây? À, giờ mình phải lấy cái súng này. Ồ, mình phải tiêu diệt bả hả? Ôi, cô đuổi chị rồi. Đâu? Giờ sao đây? Từ. Giờ sao giờ? Mình phải lấy cái súng hả? Có súng. Ôi. Để lên trên. Ôi, ok, cô ấy chạy. No, đặt bắn được không? Đặt bắn được vậy? No. Ok. Rồi bây giờ đang phải tiêu diệt gọi là cái cô thư viện quái vật này. Đấy. Ok. Rồi, đặt tiêu diệt được chưa? Tiêu diệt được chưa? Hả? Yes. Ôi, thành công rồi hả? Sao chị chưa vậy? Ôi, cái súng. Trời ơi, tự nhiên hết súng rồi. Đợi gì xíu, chị đang tiêu diệt. Đợi xíu. Cô ơi, ok. Đây. Đâu cô ơi, cô thư viện ơi. Cô xinh lắm. Yeah, mình tiêu diệt thành công rồi. Ủa, đạt thành công chưa? Đạt thành công. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ ra đây. Trời ơi, tôi nghĩ đây là một cái nhà tù quái vật chứ vậy, nhà trường đâu các bác ơi. À, là bây giờ mình sẽ dùng mấy cái que này để mình đi qua. Đấy, rồi bắt qua. Đây, rồi, đã bắt qua được không? Rồi, bây giờ mình sẽ dùng cái que này mình bắt tiếp. Đấy, trời ơi, quá thông minh luôn. Ủa, mình phải giữ cái que này đó Đạt. Đạt phải giữ cái que đó nha. Đạt phải giữ cái que đấy, không nó bị rớt á. Đó, rồi, đặt xuống. Đấy, quá là đơn giản. Trời ơi, cái trò này là mình chơi suốt các bạn ơi. Do mình bị bắt vô nhà tù Roblox nhiều quá và quen rồi. Rồi, ok, qua đây. Đấy. Đặt thấy cái nhà tù thú vị không? Rồi bây giờ mình bấm cái nút nè. Bấm nút nha. Ôi, mình xuống đâu đây? Oh my god. Ôi, mình xuống đâu đây? Sợ quá trời ơi. Ok. Oh my god. Đạt ơi, nhìn kìa. Trời ơi. Hình như cái... Ê! Chị bánh xác rồi. Đâu? Chị bánh xác rồi. Tức quá. Đạt ơi, đợi chị với. Rồi, hoặc Đạt chạy trước cũng được, không sao. Tại sao cái nhà tù này nó cũng rộng mà. Đấy, ok. Nhưng mà đừng đi nhanh quá được. Ok. Rồi, ok. Trời ơi, các bạn nhìn kìa. Ủa, cái này là nước axit hả? Cái này chạm vô chắc chắn là bay màu. Đấy. Ủa, sao chị thấy Đạt đi ngang qua vậy? Đạt không nhảy hả? Trời ơi, tôi nghi là em trai tôi bật hát lắm. Đạt có chơi hát không vậy? Chị thấy này chị Đạt đấu nhảy đâu? Không hát. Không hát hả? Nghi lắm. Ok. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ mấy cái chùy gai nè. Đấy, chùy gai. Cẩn thận nha Đạt, cẩn thận. Sao chị bánh xác hoài à? No, tôi không thể nào thua em trai tôi được. Sao tôi núp gì trời? No, tôi không thể núp gì được. Ok. Rồi, yeah, chị qua được rồi. Yes. Ôi, đây là mấy cái bút chì siêu to khổng lồ nè. Thấy không? Đạt ơi, Đạt có ghét chị không nhỉ? Sao Đạt đẩy chị xuống? Đạt chi, chỗ chị không có cho chị nhảy luôn á. Rồi, nhảy qua đây. Đó. Đấy. Rồi, ok. Ok. Rồi, nhảy qua, Đạt nhảy qua đi. Đấy. Đó, hai chị em mình không có chen nhau là chắc chắn sao thắng. Đấy. Whee, chị qua được rồi. Woohoo. Rồi, và Quá. Ui, có chân rớt. Rồi, và đây là một cái cầu thang bằng bút chì. Trời ơi, tính ra là những dụng cụ trong này đều làm bằng bút, là bằng những dụng cụ học tập hết trơn luôn. Oh my god. Gì vậy trời?
sao chị rớt rồi? Trời, chị không biết luôn á. Hồi nãy nhanh quá bạn ơi. Ủa, đạt qua chưa? Đạt đâu? Qua chưa? Hả? Đạt đã ở đây. Chưa qua. Chưa qua hả? Rồi, chị sẽ cố gắng nha. Trời, cái trò này sao ấy mọi người. Đấy. Thôi, ôi, tưởng ông quái vật kìa. Rồi, chị qua rồi nè. Rồi, chạy ra coi. Chạy. Trời đất ơi, các bạn nhìn nè. Wow, một đống bút chì siêu to khổng lồ. Đấy, ok ok, và qua. Yeah. Wow, mình không thể nào rua rớt được nữa. Rồi, hay lắm em trai. Đấy, ok. Ôi, ôi gì là mình thắng rồi Đạt. Yeah. Rồi, tới lụm cúp, tới lụm cúp. Dễ quá, dễ quá. Mình thấy cái trò này hơi dễ quá đúng không ta? Đó, yeah. Ủa, ôi. Ủa, đây là súng hả? À, chạy Đạt ơi, chạy. Đâu, chị bắn sát rồi. Ủa Đạt cũng, bây giờ mình phải dùng cái súng này mình bắn cái ông này. Ồ, ra là vậy. Trời ơi, bây giờ mình phải chạy nha. Trời, thoát rồi, ông thầy quái vật nè, thấy không? Ủa, trời, ông nhảy kìa. Ồ, trời ghê quá. Oh my god, mình phải bắn ông thầy quái vật này các bạn ơi. Ôi, ông bắn mình cơ. Thôi chạy. Đặt bắn được chưa? Bắn súng được chưa? Oh my god. Đang bắn. Ok. Trời ơi, sợ quá. Trời ơi, không sao. Mình nhất định sẽ tiêu diệt ông thầy quái vật. Hồi nãy mừng hụt quá bạn. Tưởng là bắn, tưởng là tiêu diệt được rồi. Ai ngờ là gì ta. Ông này đang giả bộ thôi chứ không phải là ông làm gì được đâu nha mọi người. Ôi, ông nhảy tiếp kìa. Ôi sao? Oh my god. Mình sắp tiêu diệt được ổng rồi. Cố lên. Ây, đừng. Đừng có bắn tôi. Và yeah. Chị đã tiêu diệt được gọi là ông thầy quái vật rồi. Còn Đạt sao? Hả? Ủa em tha mình không? Cố lên. Tiêu diệt được rồi. Yeah. Ồ, vậy là hai tụi mình đã tiêu diệt được rồi các bạn ơi. Ủa khoan, chị thấy dưới kia có xe kìa. Ồ, xuống xe. Ồ, vậy là mình xuống đây đua xe ấy nè. Trời ơi. Ủa, vậy thôi rồi ta. Vậy thôi hả? Rồi, okay, qua đây. Thôi, lên xe ngồi đã. Lên xe. Ủa, sao đang bỏ chị đi? Ủa. Trời ơi, tức em trai tôi ghê á. Xem xe ở sau kìa. Ủa, đâu? À, trời ơi, giật mình. Tôi tưởng em trai tôi bỏ tôi đi. Chứ tưởng. Rồi, là mỗi người mỗi xe hả? Sao đặng nó sớm. Trời ơi. Đây. Yêu xe nó ghét chị sao á. Không cho chị lên. Đó, đi. Này. Ồ, phía trước là tượng của mình đang nhảy kìa. Yeah. Thì đây là phần tượng của tụi mình. Đó chỉ là một bức tượng siêu to khổng lồ. Wow. Thiệt luôn. Rồi đặt tới chưa. Tới chưa. Rồi, bây giờ chị mới tới nè. Trời ơi, ủa thì ra cái cúp này là nó là cái súng hả mọi người. À, vậy là mình ok, yeah. Vậy là sau khi chiến thắng gọi là ông quái vật này đó, ông thầy quái vật, thì mình được, ủa sao đặt bay lên trời hay vậy. Ủa sao đặt bay lên trời hay vậy. Đặt sao bay lên trời hay vậy. Trời ơi, tôi cái này. Ủa hay vậy. Đây, ok, thì hai chị mình cũng đã hoàn thành xong thử thách rồi. Yeah. Woo. Ok bạn, thì video của Sim cùng với em trai mình như này thôi. Thì các bạn thấy như thế nào? Các bạn cũng đừng quên bình luận phía dưới và đừng quên giúp video của mình đạt được 5.000 like. Và đừng quên giúp video channel của Sim đạt được 5 triệu sub. Bởi vì hiện tại kênh của Sim rất đạt được 5 triệu sub rồi mọi người. Và các bạn có 3 giây cuối việc này. 3, 2, 1, thank you. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Còn bây giờ, bye.